Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phương Thành Review. Hôm nay chúng mình sẽ đột nhập vào account của một pro gamer FIFA Online 4, đó chính là Lie Tùng Anh. Về giá trị đội hình, chiến thuật đội, chiến thuật cá nhân của tuyển thủ top đầu server trái đất có gì, cùng mình khám phá nha. Có thể các bạn chưa biết hoặc đã biết, Lương Tùng Anh hay còn gọi là Lieta là thành viên của team Pro Gamer. Trong suốt quá trình thi đấu của mình, Lieta đã cùng đồng đội đạt được những thành tích đáng nể như vô địch giải đấu hàng đầu của FIFA Online 4 Việt Nam, FVBL Summer 2022, FVBL Spring 2023 cũng như đương kim vô địch thế giới 2022. Với giá trị đội hình cũng rẻ thôi, tầm 33.000 tỷ, đang đứng top 11 server Việt Nam. Bây giờ cùng mình mở ngay con mặt có 102 của tuyển thủ kim streamer FIFA Online 4 hàng đầu Việt Nam thôi nào. Đầu tiên, cái mà nhiều anh em tò mò nhất đó chính là giá trị đội hình 35.174.600.000.000, quá đỉnh nha anh em. Tiếp theo là phần chiến thuật đội, sơ đồ, chiến thuật đơn, cũng là phần những anh em rất quan tâm. Mình sẽ show cho anh em coi để giúp anh em leo rank siêu sao dễ dàng hơn. Đầu tiên là anh em mình sẽ sơ lược một vài con hàng có trong đội hình này nha anh em. Đầu tiên là SCBO Icon cộng 5, 850 tỷ. Dưới đây có Wayne Rooney nè, cũng cộng 5 Icon luôn, 720 tỷ nha anh em. Những con hàng này mình thấy cũng khá là bình thường trong đội hình này thôi. Còn xuống dưới đây, đây con hàng quốc dân đây anh em ơi, Ronaldo béo cộng 5 Icon 7.460 tỷ nha, cực kỳ khủng. Con này mà anh em đá giữa sân vẫn có thể vào luôn nha. Dưới đây có Rulit luôn nè, cộng 5 Icon đàng hoàng 5.380 tỷ. Zidane cộng 5 Icon luôn 1.200 tỷ. Quá khủng khiếp. Rồi có Beckham, David Beckham luôn nè anh em. Cộng 5 đàng hoàng Icon 2.000 tỷ nha. Cực kỳ mạnh và cực kỳ đỉnh luôn. Cặp mặt ngàn tỷ trong tay, chơi phải gọi là chất. Beckham chọc nhẹ đến anh Rô béo, chuyện gì đến cũng sẽ đến. La Phong ngậm ngùi vào lưới Nhật Banh. Ước mơ ra siêu sao không còn là điều quá xa vời nữa rồi. Ban bật đến mức mà team bạn chống hết cả mặt. Tuyệt chiêu trái chuối trong truyền thuyết bị thất truyền bấy lâu nay nằm trong đây rồi. Anh đang chưa bao giờ làm em thất vọng từ bên ngoài đến trong game. Có rất nhiều loại xe, xe máy, xe ô tô, xe điện, nhưng xe đạp chống ngược mang tên Ulit. Vậy là chúng ta vừa được trải nghiệm xong chiếc gạt ngàn tỷ của một người cầm trong tay và chiếc cúp vô địch rồi đấy anh em ạ. Mà phải công nhận một điều, giá trị đội hình cũng là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công. Nhưng một bộ máy tính ngon nghẻ, không giật lắc, luôn mượt mà trong mọi tình huống bóng, đó mới là điều quan trọng nhất. Vậy nên, để chiến con game FIFA 4 một cách chân chu, vượt qua rào cản kỹ năng hay giá trị đội hình cao, hãy đến ngay Phương Thành Computer, sắm ngay cho mình một con PC cực mạnh nhưng giá lại vô cùng mềm. Lời cuối cùng, Phương Thành Review, xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video lần sau.